Em chào quý chị ha. Bữa nay 11 ngày luôn chị ơi, từ sáng tới chiều tiếp mấy chú mấy bác lại thăm con với chơi với con á. Em bắt đầu lặt vặt lại con sữa nên là ngày nay không gã đồ ra hết được. Nên là gã chắc trước mắt là gã được 4 cái đôi. 4 cái đôi luôn chị ơi. Thôi bây giờ mình quay qua đây đi, bán qua đây trước đi. Đây. Đầu tiên vô thì em có một cái cốt nữa chị ơi. Cái cốt 2-3 nha anh chị ha. Đây. Điện là 110-230V luôn anh chị. Chắc 6 ly nha anh chị. Cái cốt này thì còn nguyên bản nguyên zin. Cái cốt này em bán 700k nha. 700k cái cốt này anh chị ha. Là cái video số 12 của anh chị ơi. Quá đuối với mình anh chị ơi, quá nắng rồi. Cái lọc Adly xịn là điện 120V anh chị, nhưng mà đã lên AutoVolt rồi. Cái lọc này mấy chú mấy bác có gọi nó hiếu cũng bán cái lọc này hơi cao. Dạ, thưa. Bữa nay con bán 1.500.000, em bao ship tới nhà luôn nha. Cái lọc Adly nha. Chi tiết thì video vừa rồi hôm kia em có đăng rồi nha. Hoạt động tốt, không lỗi lầm nữa anh chị. Rồi tiếp tới đây. Có một con 231. 231 của anh chị nha. Đây. Cái lọc này thì chạy điện là 220-24 nha anh chị. Tem mình mấy còn luôn nè anh chị ơi. Rồi, cái lọc này hoạt động tốt nha anh chị nha. Cái này hoạt động tốt. Cái này bán với giá là 800k nha anh chị. Bao ship tới nhà nha anh chị ơi. Còn tiếp vào đây. Ây da. Sao nặng dữ vậy trời. 2231 nha. Ây da. Ơi sao cái này nó nặng dữ vậy. Đây. Điện vào là 230V giờ 120 luôn anh chị ha. Đây. Con này em bán giá 1 triệu. Bao ship tới nhà anh chị ha. Con lọc xì này 2231 anh chị nha. Rồi tiếp theo đây. Có một con mixer Solab. Thì nó bị bụi nè anh chị thấy không? Chạy ra là mới chát nha. Hiện giờ ghim điện không lên nữa anh chị ơi. Cái này ghim điện không lên nha. Hai cái nắp có còn không kìa. Cái này ghim điện không lên nha anh chị ha. Có lấy gì thì làm việc kìa làm nha. Cái này là chùi vô một cái là mới chát luôn. Tại cái này nó người ta để khách, ta để trong hộp, nó cắt á. Thì cái này cái mixer này em bán sát luôn anh chị ha. Phụ kiện này đủ nha anh chị ha. Nói chung là để lâu nên giờ bụi nè. Cái mixer này 700k bao ship tới nhà anh chị. Và tiếp đây có một con màu mixer Behringer. Mixer Behringer full luôn cái hộp này anh chị ha. Cái hộp nhôm luôn anh chị ha. Đó. Đó. Có luôn, có tặng cho anh chị cái khăn luôn nha, cái khăn của Campuchia luôn nha. Đó, của nó là như vậy đó anh chị. Đó. Thì cái bàn mixer Behringer này là hoạt động tốt, gãy nút này nè anh chị, gãy một nút nha. Cái bàn mixer này em bán với giá là 2 triệu bỏ ship tới nhà anh chị, có luôn cái hộp nha, có luôn hộp, có luôn khăn Campuchia anh chị nha, có sao băng vậy nha anh chị. Ơi. Ở đây. Có một cái đèn 230 để gọi chị Châu anh chị, bao sáng nha. Cái đèn BEM 230. Đây, BEM 230 đây. Bây giờ chị Châu bao sáng anh chị nha, sáng kinh khủng lắm nha. Thì tình trạng em ấy là ghim chui điện là giỏi chị Châu thôi chứ không có khiển bọng gì được anh chị nha. Không biết là người ta có trong cái nhúc xúc kết mấy cái motor gì ra thì mình không biết nha. Cái này là hiện giờ hoạt động tốt, nghĩa là bật lên là giỏi cái sáng bưng nha anh chị. Cái này một triệu giữ anh chị ha. 1.500k nha. Cái này 1.500k bao ship tới nhà của chị. Kìa có được cái support nữa kìa. Cái ship gì Kenwood. Rồi chị ơi. Có một cái bát lẻ, có hai bát lẻ chị em bán nha. Đây cái bát từ 200, trời ơi, này từ mấy giữ gì trời. Bát 40 anh chị. Cái bát 40 làm súp. Nó mới sướng. Ô trở nặng. Cái tự nữa nè. Tình trạng là còn đẹp càng sờ bang nha anh chị. Tình trạng nó đẹp gan sờ bén nha. Cái bát 40 từ 22 con trăm này hoạt động tốt, không lỗi lầm gì chân. Cái làm súp được anh chị. Chứ quýnh lờ là con trăm này quýnh lờ chắc là loại con luôn á. Dòng loi nè. Cái này em bán với giá là 1 triệu bao ship tới nhà anh chị ha. Nặng cái lắm anh chị. Đây có một cái bát mẫu RCF đó anh chị ơi. Đó. Côn thì làm cái gì thấy cũng đẹp quá ta. Trông đẹp gan sờ bén anh chị ha.
Rộng tốt nha, bát bát 40 từ 22%. Cái này 1 triệu bao ship tới nhà không chị nha. Rồi các chị ơi. Hai cái này là hai cái bát 30 nè anh chị. Hai bát 30 này có tặng cho chú nào cần người lấy xài nha. Hai bát 30 này nó bị cái gì hôm bữa vậy? Cái kêu cái hông cái gì á. Đúng rồi, cái này kêu cái này hông nè. Tặng cho chú nào nghe. Rồi. Có một cái lo kéo đồng chuột chép nè. Nó kéo mã số nó hoạch đầy đủ các kiểu ha. Đặc biệt là cái nấm. Nấm lứ luôn mới chịu nha anh chị ha, nấm lứ luôn nha. Lứ làm đẹp quá ha. Một cái lo kéo này nè anh chị ơi. Gắn vô cái thùng là có nghĩa là không cần cái không chép cũng quất luôn được nè anh chị ha, nhìn thấy không? Này cô nói em mới tháo ra nó là như vậy chứ không phải là độ chế nha anh chị ha. Chung thì độ chế thì em sẽ nói độ chế nha. Nhưng mà em không có thời gian độ chế đâu. Em độ chế đầu nhà em xài chứ em không độ chế đầu bán đâu anh chị ha. Cái bát 40 này nè, nó có liền cái chép gì nè anh chị. Để em chưa thử nữa. Cái này cần thì em sẽ thử cho em báo cho sống chết nè. Thì cái này em bán một cái bát 40 này nè, liền cái chép này nè, 400k anh chị. Làm lo kéo chơi được anh chị ha. Rồi, tiếp theo đây. Gã được 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp. Em bát 40 từ 22%. Lo GBL anh chị ha. À, tình trạng là giấy bọng em máy đẹp rồi, gọi là đẹp nức nở không chị ha. Đây nhìn đẹp không, đẹp nguyên bản nguyên zin nữa chị ha. Model là 2241H. đây quay cái tem 2241H USI USA. Này gặp ông bác cũ của em là tới công chuyện, để chưa USA là tới công chuyện. Này một cái nè chị. Nói chung là miên lô này miên tại cái này nó tới 2, 4, 6, 8 cái không chị. GBL nè thì em bán một giá là 1.900.000 một cặp, em bao ship tới nhà, lo là tình trạng là đẹp zin không chị ha. Coi lên em nha, này em có 8 cái không chị, 1.900.000 em bao ship tới nhà không chị ơi. Bán 40 từ 22% không chị. Đó thì thôi đẹp đẹp khỏi chơi luôn chị ơi. Đúp S 1555 vậy nè, mà ông bạch các kiểu cùng lụm với nhau nè anh chị ha. Rồi 1.900.000 mau xích tới nhà anh chị ha. Thật tình là nắng quá em nói chuyện hết nổi rồi. Lo này chép thái thì em còn bốn cái yên mới nền xịn đó, nhưng mà không biết bé nó có bán được cặp nào chưa thì không có biết ha. Chép thái đó thì 2.300.000 một cặp, bao xích tới nhà. Bát 40 này á thì là từ là 4.200.000 một cặp, bao ship tới nhà. Cái này video em đã quay chi tiết rồi nha. Rồi tiếp vào đây. Đó, quay cái lo này giùm em cái anh ơi. Lo là bát 40 từ 2% không chị. Bát 40 từ 2% đó, em có 6 cái không chị ha. Đó, cái đó có 6 cái nha. Cái này em có 6 cái nè. 6 cái bát 40 từ 22%, tình trạng là máy đẹp zin không lỗi lầm nữa anh chị ha. Đó. Ây da. Rồi. Cái này con có 6 cái nha. Cái này em bán giá 1.700.000 một cặp, bao ship tới nhà nha anh chị. Các anh chị là cần cái chụp màn hình qua cho em ha. Chụp màn hình giống như lo 1.700.000 nè, các anh chị cứ báo lo Hiếu ơi bát 40. 1.700.000 là em sẽ biết nha. Còn mấy chú mấy bác nhầm chú á. Diễn ơi, diễn nha. Bác nhầm chú á. Bây giờ khỏe nè, bắt đầu khỏe nè, nãy giờ nó chị không nói vô đâu khỏe nè anh chị. Có anh chú gọi là đã lắm. Giống như lo này em bán 1.700.000 một cặp đi, em bao ship tới nhà. Chú gọi Hiếu ơi lo 1 triệu giữ còn không. Cái con nói không, nó ủa sao thấy mày còn mà mày nói không gì. Dạ ông nói không đúng giá thì con nó không còn rồi, đúng rồi mấy chú. Thông cảm nghe, vui vẻ nghe mấy chú nghe, không quạo nghe, vui vẻ không quạo mấy chú ơi. Sáng Tết tới nơi rồi, Tết nữa năm. Đây lo này thì con có 6 cái nha. 6 cái y gan như thế này là còn bản nguyên zin, 1.700.000 một cặp bao ship tới nhà. Con này 1.900.000 một cặp bao ship tới nhà anh chị. Cứ chụp màn hình qua cho em là nói là một báo giá thì lo 4 em có hai mẫu à. Cứ nói chính xác giá là em sẽ phớ tay liền nha. Rồi mình vô đây anh ơi. Rồi tiếp theo đây á là cái này sao thử đi ta. Rồi luôn nha anh chị. Đó tivi nè.
Lô tivi còn nè, bữa đó chú nào gọi đó gọi lên con cái nghe. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái. 9 cái với một cặp chết bên kia nữa không chị? Là 11 cái này nè, 11 cái này là 250k nè. Lô tivi này 11 cái. 250k. Bao ship tới nhà, bao ship tới nhà. Sống chết có số nha. Nói chung là sống hết trơn nha, tại vì giỡn thôi. Mỗi lâu không biết là ai mấy sống hay chết rồi mình không biết nữa, mình phải thử lại. Tôi bán như vậy đó chị. Đèn này đèn gì mà nhìn thì hợm, chỉ cái thanh nhôm nó bằng kia nữa không chị. Bây giờ chuyển qua chơi đèn thì bắt buộc phải thử. Thôi giờ mình cứ sạc cái này qua bên đi, mình bán cái súp này đi. Nào chị ơi. Có một cái súp Kenwood. Kenwood nữa chị, cái gì mà giống như con ốc, nếu một ốc này cho em ăn cả tháng chưa hết nữa chị. Cái bự dữ không biết nữa mà nặng lắm chị ơi, nó đặt ruột hay sao á. Thì cái này tình trạng của nó bị lỗi chỗ này anh chị, nó bị bể chỗ này anh chị. À, tất cả còn lại đẹp nha. Ê, trời má, đừng nó nhẹ lật lên nặng chết luôn nè. Rồi. Em báo luôn cái tình trạng cho. Hả? Cái súp này á, thì em bán rồi cái gì quên nữa trời. Cái súp này em bán cái giá là 650k anh chị. Tình trạng là thằng bé ghim điện không thấy lên nữa anh chị nha. 650k nha. Giờ chốt cái giá là 700k bao xíu tới nhà luôn anh chị. Trời cái súp này 700k bán lỗ luôn. Một cái súp điện Kenwood, hàng nội địa của Nhật nha anh chị nha. Rồi 700k bao xíu tới nhà anh chị ơi. Gần gần đây thôi nghe, xa quá cứu em vé nghe chứ mà xa quá ship đi lỗ luôn. À, cái súp điện này là 700k mỗi xíu tới nhà, chốt giá nha, 700k mỗi xíu tới nhà anh chị. Rồi tiếp theo đây có cái đèn đầu chùa nha, đầu chùa nha. Em nhớ rõ ràng cái này là hồi xưa kêu đầu chùa này, hồi đó em có bán nè. Em tết cái đèn lên nha, giờ bán đèn là quay em tết đèn anh chị ơi, chơi cho nó vui nha. Rồi cái đèn này em sẽ kiếm cái cục nguồn anh. Có cái mì chầu dây nữa kìa. Cái mì chầu dây biết có biết rồi. Để họ lấy cái mì chầu dây thử chờ rồi. Có mì chầu dây biết không à. Mì dây chiều thử lên cân như nào đã. Cái này là xài nguồn G nha. Nguồn G cho lên nha. Chờ cái gì qua. Tao ghi lên chớp một cái rồi đâu. Ờ lỏng cái đuôi này chị, lỏng cái đuôi nè. Rồi lỏng xong. Chú nó ăn chứ được lắm. Rồi gần quá nó chá. Chá thiệt. Rồi cái đèn chùa này là 170.000 không chị ơi, 170.000, 170.000. Cộng phí ship thêm 15.000, 185.000 tới nhà luôn. Thôi 170.000 thôi chơi thôi. Tại vì em mới kiểm tra cái đầu đuôi rồi nè. Đuôi bị hơi ấy. Nó bị quấn keo luôn chị, nó không ăn luôn chị. 170.000 bao xíu tới nhà anh chị ơi, giỡn thôi nha. 170.000 bao xíu tới nhà nha. Rồi tiếp theo đây. Đã đi qua. Đèn cổ đèn xưa anh chị ơi, đèn này đèn cổ đèn xưa nha, đúng đèn cổ đèn xưa luôn nha. Ghế ngồi đi anh. Chung dây đi. Thôi được. Có đậu rồi, lấy cục quẹt. Như kiếm một quẹt anh li cái điện thoại là câu này trên cái tivi là nhất cái đầu luôn. Rồi cái đèn thanh nhôm vậy ngon luôn chị ơi, cái gì KCL 36 ống ha, 36 ống. Rồi cái đèn này cái là chạy không mới là quan trọng nha. Rồi im chứ à, cái chui cái cục nguồn á, thử rút ra còn có chui nữa chị. Thấy sự may mắn tới chưa, đột ngột đỡ không nổi, mấy sự may mắn này tới rồi đỡ không nổi đâu đó. Rồi gãy luôn. Đúng rồi, cái này thiệt tình chưa có thử cái đèn đầu chùa. Thôi để cái ai đúng rồi, mấy đèn đúng rồi, mấy đèn sáng kinh ha, sáng ghê không sao. Quay sao cho thấy màu ấy, nó chá quá. Quay tường nè, quay nhà thấy không, mấy đèn sáng kinh đúng không chị ha. Cái này hồi xưa mà. Rồi, một cây. Kiểm tra nhìn ổn coi.
màu đẹp á. Rồi, không lỗi bóng nào chị ơi. Một cây nữa chị. Một cây đèn này, đèn cổ đèn xưa đó chị ơi, nặng lắm nha. Đèn này là 500k một cây, bỏ xíu tới nhà anh chị ha. Một cây. Thì mình thử tới đâu cái mình tính tiền tới đó nha anh chị ha. Ví dụ mà nó chết thì bắn không biết luôn. Cái em không thử trước nha. Trời ơi, cái này như bóng vậy. Cũng ba mấy bóng nữa anh chị, mà nó sáng kinh khủng nữa anh chị. Nó sáng rồi, cái đèn mới bây giờ 500-600 ngàn cây là không có cửa không nha. Đèn nhỏ không có vỏ cho ba mấy bóng, nó sáng kinh khủng vậy. À. Rồi, nặng lắm anh chị ơi. Đây nè, nhìn anh quay kẹt cặn cái coi. Ây da. Ây da. À, quý chị nhìn cái nhôm đó thôi nè anh chị, dày không? Dày kinh khủng không? Đèn xưa, đèn cổ nè, quý chị có khác không? Rồi, một cây 500k đó anh chị ơi, mở xíu tới nhà nha. Tiếp theo đây. Rồi, cái này là 52 bóng anh chị ơi, giống mẫu đó, sau này nó 52 bóng mà không hiểu luôn nha, thử luôn. Có chạy không nha. Cái này 52 bóng anh chị ơi, 54, 52 gì đó. Ôi, cái này đúng rồi. Đúng là thiệt tình nó đã không nội vô cái đèn để xứng với cuộc đời chứ nè. Trời ơi, đèn này đèn đời đầu của chị ha. Đèn hồi đó mua, nếu mua mớ là không nhớ không lầm là có một người cô mẹ của ông anh bạn đèn này mua cây 20 mấy, bây giờ nè mấy trăm ngàn cây thì bỏ qua một bên đi, mấy trăm ngàn bây giờ mấy cái ngàn mới cây mấy trăm ngàn thì bỏ qua một bên nữa chị, không so sánh được mấy cái đèn này đâu chị ơi. Cây 54 bóng này anh chị, để dọn một cây một vô sân khấu trực diện thôi cũng đủ sáng rồi. Cây này em bán 600k nha. Đó, test luôn cây bem 20 chịu giữ cho anh chị coi ha. Đèn buộc phải test thôi. Ê, có màn hình hiển thị rồi lên không? Lên không anh? Quay coi lên chưa? Có game điện đâu lên. Ngồi cái này thì nghĩ không nói chuyện quá. Có đồng nguồn, có hình không? Có hình hiển thị không? Chưa. Từ từ. Ây da, còn nó còn sáng trực tiếp luôn nè. Game chưa mở bóng, mở nguồn lụm đó chị ơi. Cái này đợi chút xíu nha. Không, anh quay qua dách kìa. Cái này đợi chút xíu nha, tự động nó phật đồ sáng lên anh chị. Mấy giây á nha. Để anh chị nhìn kỹ giùm em nha. Đó này, thấy từ lên thấy không? Rồi đợi sáng lên nè, sáng lên bé ơi. Đó, nó sáng từ lên thấy không, quý chị thấy không? Bem nó là gì không chị ha? Đó, nó sáng lên đó, thấy chưa? Càng ngày càng sáng hoài vậy đó. Có đủ đồ sáng nó ngưng nha, chứ không phải là sáng hoài mà nó... Rồi đó, thấy không? Cái đồ sáng không vậy nè, sáng này không chị ơi. Đó. Đó ba, để con quay chút xíu nè. Nè, nó sáng đủ đồ sáng nè chị, nó sáng kinh khủng không? Thấy cái tiêu luôn nè, anh quay đây nè, anh thấy cái tiêu luôn nè, thấy không? Đây là chỉnh màu. Rồi, để gì, gạt lên xuống rồi, gạt lên xuống. Đúng, chính xác. Đó nè, nhìn dắt tương vậy sáng không nè, nhìn dọn qua nhà bà hàng xóm nè. Đó, tới nhà bà hàng xóm là sáng, thấy nhà bà hàng xóm luôn chị ha. Thấy đầu dừa luôn kìa, mau ế lúc bên kia luôn kìa. Sáng đúng là bên 20 thì sướng thiệt. Gọi ra xe kìa. Nè, gọi ra xe nè. Đó, sáng không chị ha. Đèn này sáng khủng lắm chị ha, thấy cái tiêu luôn nha. Để mình gọi vô anh ơi, quay vô anh ơi, em quay vô nè. Em đợi em khiển nó quay vô nghe, em khiển quay vô đây nè, khiển quay em nè. Nè em khiển quay tới em rồi nè, không quay em, không quay đâu đi. Đó, chị thấy sáng không? Sáng cả một bầu trời luôn. Mà nó chạy bằng cái này là mình khiển bằng cơm luôn chị nha. Nếu mà nửa chừng mà nó hết cơm rồi đó, bụng là nó nằm gì hoài luôn nữa chị. Nó khiển bằng cơm nha, cái đèn này 1.500.000 cao chị ơi. Sáng kinh khủng lắm nha chị. Này để mình để dội, mình để cái chiếc trâu gì nè chị. Cái nào mình rồi mình để cái trâu, ví dụ mình dách rồi bên dách nhà nó đi. Cái nào mình dội cái đèn ngay cái chiếc trâu gì nè. Đó, giống như vậy đi ha. Rồi bắt đầu nó quay màu, nó quay lộn, nhức đầu lắm chị. Cái này chị 500k đó chị ơi. Thôi đi qua đây anh ơi. Dầm hồi tới ngày mai luôn á. Đây, nãy giờ anh có bóng quay không? Nè, đây nè, tục nè. Anh sợ anh không bấm quay cái chết em luôn. Đây, trái men.
Em đã test gọi như vậy à. Sống sót đàng hoàng. Nút này là cái nút nguồn một nút. Này nút nguồn bằng nút volume luôn chị, cái volume nó có chút xíu gì nè anh chị. V8800. V8800 anh chị nha. TSG hàng thương hiệu anh chị, hàng xịn anh chị, không phải hàng dởm nha. Đây mặt đích đây. Anh cứ gọi chỗ đi em quay cho không được cũng được không sao đâu. Đó, kinh khủng khiếp không? Men này là em đi tao chỉnh được. Half full này gọi là hết sảy con bà bảy luôn anh chị ơi. Hát full, hát súp đơn gì đó, quýnh ngon lành luôn chị ha. Này quýnh full đôi thì thôi khỏi đi, khỏi bình luận đi mấy cái men này. Quýnh 4 cái bát 40 cường trăm thôi, nó quýnh là gọi là tàn hình luôn á. Nó 2 cây vậy. Nó 2 cây đúng chị ơi, 2 cây đẹp khen xe bèn nha. Ở tới đầu em khui cái nắp nha. Khui. Khoe anh ơi. Máy là còn nguyên bản nguyên zin nữa chị, máy này cũng là gọi là sạch đẹp nha. Bụi là bụi giới hạn nữa chị, chứ không phải là bụi thí gớm nha. Nè, nó gọi là bụi nè, em nhìn kỹ nha. Bắt đầu quẹt nha, nó là bụi giới hạn nha, chứ không phải là bụi một cục thừa lừ như mấy men gì Yamaha của em nha. Đó là bụi giới hạn nha chị ha, máy vẫn dơ nha, chứ không phải máy rửa sạch sẽ là máy đã tới công chuyện rồi nha anh chị ha. Nói vậy thôi. Cái này là hai con men này nè, em bán một con là 5 triệu, em bao ship tới nhà của chị. Men này nè. Cô những chị cứ lên coi, lên Google hay lên YouTube á, mình gọi mấy kênh kia đó, tại vì em không có dám chính xác nói đâu nha. Cái men V8800 hiệu là TSR. Có mấy chú mấy bác em hồi xưa em xịt lên coi thử, mấy chú mấy bác nói là một con 5000 mấy trăm watt. Em nghe cái em tới công chuyện da gà em nổi luôn á. Con 5 triệu bao ship tới nhà anh chị ơi. Rồi tiếp tới đây. Tiếp đây một con GHS 5200, GS 52 em có 2 cây không chị ha. Đó, GS 52. Giờ tiếp quay con này được anh ơi. Quay tiếp con này được nè. Đây. Máy là đẹp can xà beng luôn anh chị ha. Máy đẹp can xà beng nha. Đó, một con này là 3.300.000 nha anh chị ơi. 3 triệu giữ em bao ship tới nhà anh chị, 3 triệu giữ bao ship tới nhà anh chị. Em báo giá bao ship cho nó dễ chơi, dễ tính nha, chứ để hồi nó gói anh chị ha. Đây là 3.500.000 bao ship tới nhà, tới cái con này. Con này là cái model này, là cái model cái vỏ này giống như cái vỏ con này ra cái đời trước nè, cái vỏ này vỏ giống gỡ 99 cái nắp này anh chị. Nhưng mà tem thì tem 52 nha, nè nó có ốc nè, tại 99 là nó 4 quạt anh chị. Thôi. Rồi. Con này máy cũng sạch đẹp can xà beng luôn anh chị ha. Máy sạch đẹp can xà beng nha. Con này em bán với giá là 3.200.000 đó anh chị. Tại lý do tại sao nó rẻ hơn con kia 100, tại nó có ốc inox. Rồi 3.200.000 nha. 3.200.000. 3.200.000 là con này chạy 3.400.000 bao ship tới nhà anh chị. 3.400.000 bao ship tới nhà anh chị. Con này của khách. Để thương lượng với khách coi có bán không. Thì khách trà uống nước, đây là uống nữa về khát nước quá. À, để cái nắp. Đó. Thì cái con này để em đấu dây là em thử anh chị ha, tại vì em thấy là giúp cái dây tín hiệu nè. Nói chung có sao báo diện anh chị, nãy tháo nắp ra. Giúp cái dây tín hiệu em ra nè, một món nè. Vậy này có giúp không? Tháo luôn cái bo. Cái này sao ta ngộ ta, nó tháo gờ hết trơn chị ơi. Cái men 8.5 nè, tháo hết trơn dây nè chị, thấy không, tháo dây ta ra hết trơn là hai bao công sức nè, là cái từng tháo ra làm sao nè. Con này bỏ qua bên đi để mình nhờ sư phụ gắn vô. Hát không hát thì bán, không hát thì tính nữa, không hát thì em đi căng ký luôn chị. Đây một con 8.5 hát tốt luôn chị ơi. MG850 anh chị. Tụi em máy là không phì con nào nha. Con này chạy 44 con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 với 11 là 22, 22 là 22 cộng 22 là 44. Sao nói chuyện gì mà dính kỳ ta. 44 con nha anh chị. Cái con này em bán với giá là 3 triệu bao ship tới nhà anh chị. Tình trạng là hoạt động tốt nha. Thì bữa nay mệt thôi chứ không có test mấy con men được. Cho nên là
Chú anh chị mua em sẽ gửi cái video test, em sẽ test cái con này cho anh chị coi là 3 triệu bao xíu tới nhà vòng vòng khu vực đồng bằng sông Cửu Long luôn anh chị, đồng bằng sông Cửu Long miền Tây mình thôi nha. Đừng gửi đi xa quá tội nghiệp thằng cháu. Tội nghiệp thằng cháu là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa liền là banh hết của em nha. Con này 44 con mà gửi 8 gửi nha. 3 triệu em bao xíu tới nhà luôn anh chị ơi. Đây. Chuông nguồn của nó là phải như thế này nha. Ba chân nha, bẻ chân bỏ mới ghim được chuông mình nè. Đó. Con này con gì đây? Mấy mặt anh. Con này con gì để anh tháo ra coi cho anh chị coi ha. Đây là hồi mấy anh chiến cơ em bay lên là rồi xác định tàng hình luôn. Con này là nó thật luôn nha anh chị. Cái con men này đó. Nếu mà em khiêng nó nặng là hơn cỡ 99 thôi, vậy là nó nặng kinh khủng khiếp lắm con này nè. Con này là của ông chú hồi sớm ở trên Campuchia xuống chơi với ông em, ông là em xuống cho em á. Em có sao nói vậy không gạt người ngay, tại ông chú đó trên Campuchia thiệt. Thì ổng người là người Việt Nam nhưng mà ổng sống ở tại Campuchia, ông xuống ông chơi với em. Ổng ôm con men này xuống cho em ha. Đây đếm coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 với 12 là 24. 24 bên đây là 24, bên đây là 48 con anh chị, chạy 1 2 3 4 5 6 12 con tụ ha. Men thì máy là còn sạch đẹp keng sao ban luôn ha. Cái men này á thì ông chú ông coi được video ha. Hồi chiều con lấy ông chú lại là cái men này tính ra là chạy ra 2.200.000 ha. Cái men này em bán giá là 2.400.000 không bao ship nữa anh chị. Cộng ship là cộng thêm 200 nữa là 2.600.000 anh chị em nói trước nha. Tại ông chú có coi video thì ông chú coi nha. Thì mình chờ cho nó thẳng thắn một tí xíu ha. Con thì không có ngại cái này đó đâu chú ơi. Rồi 2.600.000 em bao ship tới nhà, mà đặc biệt cái con này ship đi là tiền ship nó gọi là kinh khủng khiếp luôn. Tại hai cái tăng khô nó bự dữ lắm nha. Cái tăng khô này hai cái men này một người bưng một cái là cũng như là không nổi đâu nha anh chị ha. Là 2.600.000 em bao ship tới nhà luôn anh chị. Thì anh đi qua đó luôn đi, anh là cho nó dầm một cái dòng men cho nó hết đi. Đây. Thì tiếp theo đây. Một con Yamaha CS 9500. Có cắt sức ngoài trước nè anh chị ha. Thì cái dòng men này là thí dụ như mình đang hát full. Thí dụ như bây giờ mình đang hát full đây ha. Mình đang hát full như thế này đi, mình đang hát full như nè. Mà bây giờ mình muốn súp á, mình nhắn vô là có súp nào anh chị. Nhắn lên trên gì nè, có súp này ha. Nhắn lại không có full. Nhắn lại là không có full nha anh chị ha. Nhắn đang hát full mà nhắn lên có súp mà không có lắng lại có full. Dạ. Đang hát gì không tắt gì đây, bỏ nó khoảng 15 giây đi anh chị ha. 15 giây bật lên là hát full là bình thường anh chị, bật lên hát full là bình thường nha. Tại cái giọng máy nó là như vậy nha, chứ không phải là mình chế độ gì nha anh chị. Đây. Cái men này chạy 52 con. Máy còn nguyên bản nguyên zin. Chạy 8 con tụ bằng bờ 8 cái lon bia vậy á. Hai cục tăng phô thôi thối tiền luôn nè. Con này nói chung là nói như thế này nè anh chị. Nói nó như thế này nè. Giống như em bao cho quý anh chị quýnh được 4 cái lo full 100 là từ lo 5 cho tới lo 40. Nhưng mà em nói là em nói như thật nha. Giống như bây giờ mà hát theo những cái dạng lo thí dụ như lo Mỹ 4 cái full 100 hoặc là lo Thái 4 cái full 100 là quýnh thoải mái thí dụ vậy đi, cái dòng men nào cái men nào đó đi. Mà thưa anh chị đem về mà hát những cái lo Việt Nam mà cool 100 mà cái từ nó không hít nữa đó ha. Thì cô anh chị thiệt ta tàn hình luôn chứ không nói là cái gì nữa hết á. Bởi vì thí dụ mà bao hát là bao hát với dạng lo nào cũng được. Giống như men này thì em bao hát lo Việt Nam em bao luôn. Thí dụ như cái này là 4 cái cool 100 thì nó chỉ có một từ duy nhất, đó là một mày trái hai tao trái ha. Còn mà thí dụ mà hát 4 cái lo Thái thì bảo đảm anh chị lo Thái trái chứ nó không trái. Tại cái lo, nói chung là những cái đồng lo mà nó tốt á là cái độ nhạy nó cao, cho nên nó cũng hơi bị nhẹ công sức, độ nhạy nó cao lắm anh chị ha. Còn mà nhưng mà lo Việt Nam của mình á thì nó không biết nói sao luôn. Mấy lo Việt Nam lâu mua đừng cầm, không dám mua lắm chị. Tại vì thử những cái lo kia rồi mình thử là lo Việt Nam nó cắt đầu cũng đắt đi, còn đi nó không đi lên.
mình alo một cái là có hụt xuống nhìn, alo cái là có hụt xuống nhìn nó không lên được. Rồi cái men xe 8 cộng này nè, có từng quay video nè, nói chung là vui ha. Thì em cũng có nói là em có nói thôi mày lại là mày đi với tao để tao nuôi mày cho, nghĩa là em để đồ em hát đó, bữa nay em có đồ chơi rồi vậy em không để nó vô. Bởi vì bữa nay một bữa em đăng hình như 3 triệu mấy đó anh chị. Em show đi cái men này nha, cái men này hoạt động tốt nha. Bữa nay em bán chính xác cái giá nó là 2.500.000 cộng phí ship nữa là 2.700.000 nha. Bây giờ mình không cộng phí ship cái men này, cái men này bán 2.500.000 chạy 48 con ha. Men là máy sạch đẹp ken span nha anh chị ha, size 2U nha. Mấy dòng men nãy giờ em giới thiệu qua sơ qua là chỉ có dòng men men 5 triệu này nè, là nó là 2U thôi, tất cả là 3U hết nha anh chị ha. Cái này là cái men xe 8 cộng này là 2.500.000 của anh chị ha, không bao ship nha. Nè, âm ly nè. Ờ quên nữa, cảm ơn cô chú chị nha, em cảm ơn cô chị rất là nhiều nha. Tại hôm bữa mà những cái lô mà em mua linh tinh đó, em không gành á, lên về cái em bán chủ yếu kiếm được 10.000, 20.000 món được mấy cái lon nhỏ anh chị. Thì em cảm ơn cô chú chị với các bác á, ủng hộ cháu. Cảm ơn rất là nhiều nha, với một cái lô âm ly nữa nè, ủng hộ cháu quá là vui luôn á. Tại vì nó thật luôn là những cái này là mình con không có chơi, thì cũng gọi là như sanh ra con là độ bên sân khấu mà con không có chơi bên gia đình, cho nên là gia đình thì con cũng chả gành gì đâu. Thì con có sao nói vậy, con không có ngại đâu chị ơi. Đó thì thôi, tiếp tới đây nè, một con men 4 cân đó, quay anh ơi. Con men 4 kênh này là size 3U. Của nó là chạy là BU4400 là cái tăng phô bự nha anh chị ha. Cái này mà bên này 44400 là 4400 đó, là cái tăng phô này nó to nha. Còn 4350 gì đó là cái tăng phô này nó có một chút xíu tới đây anh chị ha, là công suất yếu hơn nha. Là tình trạng cái men này là hoạt động tốt 4 kênh. Tụ thì nó cũng mà không có con nào phì nha. Khách xài thì khách có dán keo silicon nè. Đó, có dán keo silicon đừng cho nó nhúc nhích tụ nó vậy, không nhúc nhích đi cho nha. Cái men này tình trạng là hoạt động tốt. Em bao anh chị quấn 4 cái với 8 cái lò cool 75. Là lo xịn xịn tí xíu nha. Đừng có mua, đừng có lấy lo Việt Nam hát là cũng như có nước là đem khô mực theo nướng á chị, đem khô mực để dành họ chút xíu chị biết không? Nóng quá là hát mấy lo Việt Nam á. Nóng quá đem vô nướng nhậu luôn. Cái con men 4 kênh này tình trạng là em mới hát tốt anh chị nha, không lỗi lầm nha. Con này cũng khá là nặng nha anh chị. Con này em bán với giá là 5 triệu không bao ship nha anh chị ha. 5 triệu bao ship tới nhà luôn anh chị ơi. Con này ha, 5 triệu bao ship tới nhà luôn anh chị. Đó, cứ coi kỹ giùm cháu nha. Rồi, cái am ly này nè, nó gọi là, nó kêu bằng cái gì ta, hồi lúc mà mình chơi cái môn kia người ta gọi là mắt duyên này, mắt duyên này anh chị. Thì cũng mượn cái câu nói của ông bác lớn tuổi thôi, gọi là dành nhau mua đó anh chị. Rồi cuối cùng nằm đây nè, con mượn câu nói của ông bác nha. Ông bác ơi, có coi video được thông cảm cho cháu nha. Cái con ly này là hát tốt không lỗi lầm. Đây Diaton model là U8800 ha. Cái này có video test chi tiết rồi. Cái âm ly này bữa nay em bán 1.100.000 bao xíu tới nhà không chị, nó nằm lâu là em bán cho nó đi tên đi tà nâu luôn ha. Rồi chép 450 mới nè anh chị, chép 450 mới nè, là em mua mới, em mua mới chứ không phải là cũ nha. Em mua mới bữa là hình như mấy thùng đó, có một cái gì đó nữa kìa, là còn là một cái này với cái đó là như là cái này cái đó hình như là kêu hay không kêu gì đó, nhưng mà chép nó là chép mới luôn anh chị, không phải là đồ mới không lỗi nha. Chép này là chép mới luôn nha, 450 anh chị, mà tin tem của nó còn nên em chưa dán nó nè, chép mới nè. Để em lấy cho, để em thử nó không kêu luôn nè, tàn hình em ơi. Nói chung chép này tàn hình em ơi, cũng như là mình bán 20 cặp thì nó có một cặp như vậy nó cũng đủ duyên lắm chị, nó cũng vui lắm, không sao đâu. Chứ mà bán 20 cặp mà nó hư 10 cặp thì xác định là tàn hình luôn á. Rồi cặp chép 450 nè anh chị nè, chưa xài nha, chưa sử dụng nha, để mấy gà bụi nè tức mà nó tức mình là lý do chép mới mà sao không hát nè, không hiểu nè ha.
Cặp chép này em bán với giá là 370.000 qua xíu tới nhà nha. Không biết chưa thử gì chân, bữa nó nhớ có thử rồi, nhớ có một lần thử rồi đó, không kêu gì đó. Cun nó còn zin chưa đụng chạm vô chân chị nha. Nếu mà tháo ra cun đã có làm á thì Hiếu thằng cháu này sẽ tặng luôn luôn với chị nha. Đó, em nói là em nói thiệt nha. Nếu mà tháo ra thấy cái cun mà nó có dấu làm lại á, em sẽ tặng cái chép này nè, em sẽ chiến tiền đủ cho. Là em bảo đảm với con chị là chép này là chưa có tháo ra lần nào luôn nha. Đó, cặp chép này nó làm như vậy nha chị. Rồi. Đây. Còn cây laptop Asus nè anh chị ơi. Cây laptop Asus i5 nha anh chị ha. Nè, cây laptop Asus i5. Thì cái này thì nó có HD Vega đủ cổng ăn chơi nha anh chị nha. Thì pin em máy thì cầm được có nửa tiếng vậy anh chị ơi. Cái này RAM 4GB nè ha. Chạy Win 7, Win 10 gì đó. Cái này bữa nay em bán luôn là 1.500.000 bao xíu tới nhà anh chị ha. Tại vì cái đồ mà nằm lâu em làm biến lắm chị ơi, làm biến lắm, mình cứ quay vòng vòng nó hoài luôn, nhức đầu. Tại nói chuyện có như nó hoài luôn, mình nói thí dụ mà bữa nay mình nói cái này mà nói cái khác là nó không đúng như thật. Cho nên là bữa nay em bán cái laptop này là hiện giờ còn hoạt động hoàn hảo, không lỗi lầm. 1.500.000 ha, chạy dèo dèo luôn chị ha. Đây cũng chị ơi, có một cây full suit. Đây, mở màn hình sáng lên coi. Ở trên đó quay gõ cho anh. Quay gõ rồi em còn mở màn hình lên ha. Giờ gõ thấy gõ rồi, em không còn mở màn hình sáng lên ha. Có gì vậy? Ủa số bóng nó đang ngồi. Ờ trời ơi, nãy giờ để lâu, nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi. Thì cái này là pin là cần cầm có khoảng 1 tiếng anh chị ha. Cái gì luôn ừ. Đang trả lời. Trả lời nè, cái laptop này là cái này là lỗ phone nè anh chị, báo đèn tín hiệu vậy nè, xanh đỏ vậy nè ha. Video sẽ tạm dừng nếu tiếp tục. Không hiểu luôn. Ủa nó để cái gì nãy giờ mà em nãy giờ em thử nhạc không chịu với anh chị. Thì HD Vega mới có đủ nghe, laptop này mỏng nha anh chị ha. Cái màn hình thì thôi còn miễn bàn cái màn hình luôn. Cái màn hình nè, anh chị thấy không? 1 gang. Nó gần 2 gang của em nha. Xây lên trên mũi tên cho anh. Mũi tên cho anh vừa tắt. Đâu, thoát ra luôn hả? Ừ. Sao nãy giờ mình hát ầm gầm mà. Tự nhiên cái ổng alo. Ủa gì ba? Nó treo máy luôn anh chị ạ. Nãy giờ em để lâu lắm rồi, để hồi lúc 3 giờ mấy thì tới giờ. Rồi treo máy luôn à. Tàn hình luôn à. Rồi mình thoát ra nãy nó đứng luôn hả ta? Nó treo máy rồi phải không? Nói chung là cái laptop này là còn hoạt động nghiêm chỉnh em chị, nó bự lắm anh chị, như là nó mỏng chứ nó không có dày nghe nè, anh chị thấy mỏng lát không? Đó. Đẹp không? Cái này á là đến từ Nhật nha anh chị ha. Đó. Cái này là của Nhật nha anh chị, không phải là của Trung Quốc nha anh chị nha. Miền da băng nè anh chị thấy không? Đó, nó của da băng nha anh chị, hàng này hàng của Nhật luôn anh chị ha, đúng hàng của Nhật luôn nha. Cái này ngày mấy chứ? Cái này 15 159 8 gì 10 hay 14 là gì ta? Không hiểu luôn. Laptop này là hàng của Nhật nha anh chị ha, không phải hàng của China nha anh chị ha. Giờ mình mở lại cái nữa rồi. Sao em mong tiêu luôn rồi, nãy giờ em hát thử gầm gầm mà nó chạy ngon lành lắm, cái này chạy đẹp lắm. Chạy gụt vậy đó, đó, lên rồi đó. Không cỡ đó, mình laptop nào chạy mà nổi. Rồi xác định rồi đó. Trời ơi. Nói chung cái laptop này hồi chị em test rồi ha. Em cầm cho phòng em chơi là chạy là hơi bị ngon đó anh chị. Win 10 nè anh chị thấy không? Win 10 nha. Nãy giờ mình làm nhanh quá nó bị treo không? Thao tác mà gọi là thao tác chóng mặt. Từ đang chạy. Đang chạy hả? Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên mà nó đúng rồi đó. Sao tự nhiên mà nó nhảy lên vậy ta? Ủa? Nãy cái bấm. Em bấm vô cái nào đó? Kìa. Ừ thoát rồi đó. Ok kìa. Vậy là thoát được ứng dụng rồi đó. Nó bị nãy em thao tác nhanh quá nó bị treo máy không chị á. Bây giờ em coi cái hệ điều hành của nó chạy cái gì trong đây ha.
Trời ơi, ta ta nói đủ duyên nữa, đủ duyên là chắc để lại xài nữa. Tự nhiên cái vậy luôn à, nãy giờ chạy gầm gầm rồi chiều tới giờ không sao, tự nhiên cái giờ này cái vậy đó. Nó nói là nó cũng như nói là ở là chơi với tao gì tao ở là chơi với mày rồi, cho mày ở là chơi với tao. Chết luôn rồi, trời ơi, đứng luôn rồi nè. Nó treo máy luôn anh chị ạ. Này phải tắt nguồn mở nguồn lại mới được. Cái này là con này là con i3 RAM 4GB. Chị có coi rồi. Ha. Core i3. Core i3. Tới công chuyện nữa, ba này nó chạy cái gì chứ. Nó bị treo máy à, ừ, đúng không? Nó bị treo máy à. Anh từ từ. Ờ, anh xuống dưới sát dưới luôn, sát dưới luôn. Té té gì em nói? Sure. Sao rồi hả? Rồi, xích anh ra đó, anh này anh thao tác không chị, anh ta rất là hay không chị á. Anh quay phim mà em thấy anh làm mà anh chứng mắt quá, anh đi. Để đi. Thôi bỏ đi. Cái này để video sau được không? Đang chạy mà bấm hoài. Thôi bỏ đi, bỏ bên đi nè. Kết thúc đi video đi để hồi cũng chị coi video chữ chết luôn á. Lâu lắm rồi. Thôi em chào quý vị nha. Chúc quý vị sức khỏe nha. Rồi video tới đây em xin kết thúc. Rồi cô quý vị xem được có món nào ưng đó thì ủng hộ con cháu nha. Em chào mọi người nha.